Võ Hạ Trâm, một trong những nữ ca sĩ nổi tiếng của Việt Nam, cô đã kiếm được số tiền khủng từ kênh YouTube của mình. Nhưng cô cần được bao nhiêu lượt xem để hòa vốn với chi phí sản xuất MV về với em lên tới 5 tỷ đồng. Theo người trong nghề YouTube, số tiền thật mà Võ Hạ Trâm kiếm được đa số sẽ là view đến từ Việt Nam và một số ít đến từ nước ngoài. Chúng ta có thể tính theo tỷ lệ dao động thật là 26% của nước ngoài và 74% view của Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, MV về với em đã đạt được hơn 10 triệu lượt xem và đang đứng ở vị trí thứ 25 trong top thành hành trên YouTube. Tuy nhiên, để hòa vốn, Võ Hà Trâm cần đạt được tới 250 triệu lượt xem. Ước tính thu nhập từ YouTube trong 30 ngày gần nhất của cô dao động từ 120 triệu đến 1 tỷ 900 triệu đồng. Số tiền kiếm được từ YouTube của Võ Hà Trâm chủ yếu đến từ lượt xem của người Việt và con số thật chưa được phản ánh rõ ràng do YouTube chi trả khác nhau cho mỗi quốc gia. MV về với em đã giúp kênh YouTube của Võ Hà Trâm ghi nhận lượt đăng ký và lượt xem tăng đột biến trong 30 ngày qua. Số lượt đăng ký kênh của nữ ca sĩ tăng thêm 4.400% so với chu kỳ liền trước, tương đương với hơn 20 triệu lượt xem video. Đây là lần đầu tiên sau 16 năm ca hát, lần đầu Võ Hà Trâm đạt được thành tích này và đây cũng là ca khúc thành công nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ sinh năm 90. Theo đánh giá của giới chuyên môn, về với em là bài hát có cấu trúc đơn giản, không quá đặc biệt so với nhiều bản bóp trên thị trường. Song ca khúc được viết dưới dạng song ngữ để ca sĩ cùng lúc thể hiện lời việt và lời ấn. Thông qua sản phẩm tiền tỷ này, ba mẹ một con thực hiện được ước mơ của ấp ủ suốt 3 năm qua, làm dự án kết hợp văn hóa việt ấn. Chia sẻ với báo chí về thành công của MV mới, nữ ca sĩ cho biết việc vào top trending sản phẩm triệu view là điều cô chưa bao giờ mơ ước đến. Ngay từ khi bắt đầu dự án, tôi chỉ nhắn nhủ với ekip làm hết tâm hết sức với mục tiêu chính là tạo nên một sản phẩm thật chất lượng gửi đến khán giả nhưng không ngờ là khi bài hát ra mắt mọi người ủng hộ thật nhiệt tình đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm cảm giác hỏng mv thăng hạng